chuẩn bị nhá. Xin mời tất cả các thành viên quay về không qua vạch xuất phát, bước khỏi chân phía dưới, bước chân xuống phía dưới, không qua vạch xuất phát, không qua vạch xuất phát, không bước qua vạch xuất phát. Không có lấy tay bóp nó lại nha, không có dùng tay cầm lại nha. Cái tay của mình phải được cầm cái cán mệt thôi. Rồi chuẩn bị chưa? Hết thời gian để thử rồi. Chuẩn bị nha. Một, hai, ba, bắt đầu. Đúng rồi. Một sự khéo léo, đòi hỏi một sự khéo léo để đưa từng trái banh của mình. Tổ trọng tài vừa là quan sát với ban tổ chức nha. Xin chúc mừng đội chú xanh đội bên đây rớt ra ngoài lận vô, tôi thấy rồi. Cái dưới buông ra trước nè, cái dưới buông ra. Ok, cái này là làm thử thôi, bây giờ đây là làm thiệt nè.